Vâng, Quốc Hùng xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay Quốc Hùng sẽ test cái con Crown Macrotech 601 kết hợp với đôi lo Boat Aver Monitor. Mời anh em đem tai phone vào để thưởng thức chất âm, và anh em cảm thấy hay thì liên hệ với anh Thành Quốc Hùng để sở hữu cái bộ lo thì em đã bán rồi, để sở hữu cái con đói Macrotech 601. Thì con này em đang bán với giá là 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho anh em nha. Lòng đã giận lòng, đừng khóc biệt ly mà sao khi tạ từ tràn mi nước mắt. Buồn chia tay vì sao cõi mặt để người quay. Và cái con đói Macrotech 601 này thì nó đánh là 16 sò vuông biển và 2 tụ Philips nha nè. Và công suất của nó ra lo là 450W đôi lo 4 ohm. Và giá của cục đói 601 giá là 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho anh em nha. Giá em đã cân đối và giá rất là mềm nha anh em. Mọi chi tiết mua hàng thì anh em liên hệ với em qua Facebook, Zalo, số đôi 707 hoặc là gọi trực tiếp em qua số 707, em sẽ trả lời
và tư vấn cho anh em nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn anh em ở clip sau.